Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phổ Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là các nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Khai báo y tế bằng mã QR khi qua chốt kiểm dịch. Chuyến bay đầu tiên thử nghiệm thành công hộ chiếu sức khỏe điện tử. Gần 20 tỉnh, thành phố công bố lịch tựu trường năm học mới. Sơn La chủ động ứng phó với thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều khu công nghiệp trên địa bàn cả nước đối mặt với nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khi phải phong tỏa hàng loạt. Vì vậy, Hà Nội cùng với việc triển khai xét nghiệm trên diện rộng thì vẫn duy trì tiêm vaccine mở rộng ở các nhóm đối tượng. Trong đó, tiêm vaccine cho công nhân là biện pháp hữu hiệu để đạt hiệu quả miễn dịch cộng đồng, giảm nguy cơ lây nhiễm, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn phòng dịch. Hơn 800 công nhân người lao động của nhà máy Fukoku Việt Nam, khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội được tiêm trong đợt 3 này, nâng tổng số 900 trường hợp được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên tổng số 1.250 công nhân của nhà máy. Trước khi tiêm vaccine, công nhân được các cán bộ y tế của Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn tư vấn khám sàng lọc, đo thân nhiệt, huyết áp, đặc biệt khám sàng lọc kỹ, thận trọng đối với những người có bệnh lý nền. Điều này khiến cho người lao động, công nhân yên tâm thực hiện tiêm chủng khi đến lượt mình. Thực hiện chiến dịch tiêm chủng mở rộng, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn triển khai 11 điểm tiêm tại khu công nghiệp Nội Bài. Dự kiến đợt 3 này tiêm cho khoảng 7.000 công nhân trên địa bàn. Theo thống kê, 44 doanh nghiệp với số công nhân người lao động được tiêm là hơn 16.000 trường hợp. Đây là đợt 3, đợt cuối cùng kết thúc tiêm lần 1 của huyện Sóc Sơn. Trong suốt quá trình tiêm, luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống đảm bảo an toàn tiêm chủng. Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số về việc thực hiện triệt để việc quét mã QR để quản lý thông tin tất cả người vào, ra tại cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm, người vào ra, người đến giao hàng tại các chốt kiểm soát của các xã, phường, thị trấn, khu chung cư, khu đô thị, tổ. Đối với trường hợp bị nghẽn mạng, người dân không có thiết bị điện tử thì đơn vị có trách nhiệm cử người hướng dẫn hoặc khai báo trên tờ khai, sau đó cập nhật ngay lên hệ thống. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nếu chưa thực hiện đúng, đủ nội dung chỉ đạo trên. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ trực tiếp đến số 1900-9095 của Ban Chỉ đạo Quốc gia hoặc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để được hướng dẫn. Tỉnh Hậu Giang cũng đang nỗ lực hết sức để thiết lập vùng xanh an toàn. Trước diễn biến dịch phức tạp do người dân di chuyển bằng phương tiện đường thủy, hiện tỉnh Hậu Giang đang tiến hành quản lý chặt các tuyến sông giáp ranh. Những ngày qua, tuyến kênh ấp 7 thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, tiếp giáp huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã lập chốt chặn, kiểm tra các phương tiện lưu thông, các phương tiện phải quay đầu nếu không tuân thủ đúng quy định. Xuống chốt chặn lấy lúa, nhưng mà trên cái địa bàn của em là không có test. Cho nên là em đi xuống tới địa điểm, giả sử xuống chốt chặn thì xuống chốt chặn test, xuống tới Long Mỹ test. Còn cà đỏ của em không có test, cho nên là em không có test được. Bên cạnh các tuyến kênh rạch nhỏ nối liền luồng xanh thủy của tỉnh và quốc gia, giáp ranh giữa Hậu Giang và thành phố Cần Thơ càng được siết chặt. Thì hiện nay phải nói các cái phương tiện đối về cái ghe máy vỏ thì chạy cũng rất là nhiều. Thì do vậy cái này nó cũng rất là khó. Cho nên á, chỗ đảng ủy ủy ban á, là cũng có chỉ đạo thành lập một cái chốt đó, nói chung ra lượng thủy lớn ở dưới kinh sáng Sà No. Và cái thứ hai nữa đó thì là chúng tôi là các cái kinh ngõ đó thì chúng tôi cũng khép kín hết. Đối về là chúng tôi sẽ ngăn chặn không cho các cái phương tiện mà của cái thôn điền bên là thôn điền đó qua ở đây để là giao tiếp, là có nghĩa là đi qua lại thì chúng tôi ngăn chặn. Mặc dù hiện nay đang vào vụ thu hoạch lúa và các mặt hàng nông sản đang cần tiêu thụ, tuy nhiên để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, địa phương kiên quyết nếu các phương tiện vận chuyển không đúng quy định. Thì để đảm bảo quản lý cho nó chặt địa bàn trong phòng chống dịch. Bên cạnh đó thì đối với luồng xanh mà đối với đường thủy đó thì cũng tiến hành kiểm soát cái việc lưu thông, nếu có đầy đủ các yêu cầu như là cái cam kết hành trình rồi cái test nhanh đủ điều kiện thì chúng tôi cho qua thông qua cái luồng xanh để vận chuyển hàng hóa. Hiện Hậu Giang có 9 luồng xanh thủy nội địa ưu tiên vận chuyển hàng hóa bên cạnh địa bàn sông Ngòi, Tràng Chịt. Việc quản lý phương tiện qua lại giáp ranh càng được địa phương quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn người dân phòng chống dịch. Trước kia ở những chủng SARS-CoV-2 ban đầu, y khoa ít ghi nhận sự ảnh hưởng của virus này tới trẻ em.
Tuy nhiên, đối với biến thể Delta, biến thể đang gây ra những làn sóng dịch bệnh tấn công mạnh mẽ các quốc gia và ngay cả ở Việt Nam với độc lực và cường lực mạnh hơn rất nhiều, thì các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên chủ quan, cần chủ động bảo vệ trẻ em trước đại dịch lần này, nhất là khi hiện nay chưa có vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Viện Nhi khoa Mỹ tính đến ngày 15 tháng 7 đã có gần 4,09 triệu trẻ em Mỹ mắc COVID-19, chiếm 14,2% tổng số ca nhiễm. Theo báo cáo trên, trẻ em chiếm từ 1,3 đến 3,6% tổng số ca nhập viện. Tính từ ngày 5 tháng 7 đến 30 tháng 7, có tới khoảng 5% tổng số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội là trẻ em từ 0 đến 5 tuổi. Tỷ lệ này khá cao so với những đợt dịch trước đây ở nước ta. Trước kia thì trẻ em thường là bị nhiễm nhưng mà không có triệu chứng hoặc rất nhẹ. Nhưng mà lần này thì có những trẻ em là cũng bị nhiễm chủng SARS-CoV-2 mới là Delta này, thì trẻ em là có những cái triệu chứng nặng hơn và cái tỷ lệ nhập viện tăng lên. Tuy hầu hết trẻ em nhiễm COVID-19 chỉ ở thể nhẹ, nhưng một số trẻ vẫn có thể bị diễn biến nặng, đặc biệt là với những trẻ có các bệnh nền hoặc trẻ nhỏ. Những cái ảnh hưởng lên não, gây những cái thiếu máu não, hoặc là đột quỵ, hoặc là gây những cái biến chứng lâu dài cho não của trẻ em, và nó có thể ảnh hưởng đến trí tuệ trẻ em. Và ngoài ra thì trẻ em có thể bị sốt kéo dài, thì có thể là có những hiện tượng người gọi là cơn bão cytokine lên trẻ em. Chứng hết sức là đáng ngại đối với cả trẻ em đấy là cái tình trạng viêm cơ tim và suy đa tạng. Thì tình trạng viêm cơ tim và suy đa tạng đã được quan sát thấy có tăng lên ở trong nhóm trẻ em, nhưng mà nó cái việc tăng lên này nó liên quan chủ yếu đến cái việc là số lượng trẻ em bị nhiễm rất nhiều khi mà cái chủng Delta này lưu hành. Tuy nhiên chúng ta cũng thể thấy rằng là với trẻ em thì cái việc đáp ứng với điều trị khá tốt, và nếu mà trẻ em có nhiễm chủng nào đi chăng nữa mà sớm tiếp cận với hệ thống điều trị thì cũng có đảm bảo cái sự an toàn. Do đó, khi trẻ có các dấu hiệu như ho, sốt, khó thở, chảy nước mũi, mệt mỏi, chán ăn, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine khác theo đúng lịch để tăng cường hệ miễn dịch. Ngày 12 tháng 8, Vietnam Airlines cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN310 từ sân bay Nội Bài đi Narita, Tokyo, Nhật Bản, thử nghiệm ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử IATA Travel Pass. Kết quả thử nghiệm cho thấy hành khách thực hiện các quy trình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Từ bước tạo hồ sơ cá nhân số trên ứng dụng, điền thông tin chuyến bay để được cập nhật yêu cầu dịch tễ tại điểm đến, xét nghiệm COVID-19, nhận kết quả điện tử trên ứng dụng thể hiện tình trạng bay OK to travel và chia sẻ với hãng hàng không trước khi bắt đầu hành trình. Việc thử nghiệm thành công hộ chiếu sức khỏe điện tử sẽ làm cơ sở để chính phủ xem xét chính thức công nhận cơ chế này, tạo đà mở cửa bầu trời, đẩy nhanh lộ trình nối lại đường bay quốc tế trong thời gian tới sau ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung thời gian quy định ngày tựu trường cho năm học 2021-2022 áp dụng chung trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, các địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1 tháng 9 năm 2021. Riêng đối với lớp 1, thời gian tựu trường sớm nhất bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 năm 2021, căn cứ vào khung thời gian tựu trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ quy định cụ thể kế hoạch thời gian năm học mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không vượt quá 15 ngày so với khung chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hiện nay, nhiều địa phương đã công bố thời gian tựu trường năm học 2021-2022. Sơn La đang là địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhất từ ngày 16 tháng 8 năm 2021. Riêng với mầm non, từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, hầu hết các tỉnh thành cho học sinh tựu trường từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, đối với lớp 1 bắt đầu từ ngày 23 tháng 8, theo khung năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có đề xuất miễn giảm thuế phí cho các cơ quan báo chí bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nguyên nhân bởi doanh thu từ phát hành quảng cáo giảm sâu, trong khi chi phí cho tác nghiệp báo chí lại tăng cao.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều cơ quan doanh thu phát hành quảng cáo đã sụt giảm 40-50%, đồng thời chi phí cho lực lượng phóng viên tác nghiệp trong khu vực có dịch tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tòa soạn, đời sống người làm báo. Vì thế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung các cơ quan báo chí, nhà báo được gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân và miễn tiền phạt chậm nộp thuế. Theo số liệu từ lực lượng quản lý cửa khẩu Lào Cai, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 8, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành. Cao điểm nhất ngày có 435 xe hàng được thông quan. Do mặt hàng thanh long, phía Trung Quốc đã có thông báo tạm dừng nhập khẩu một tháng, nên hàng từ phía Việt Nam xuất sang Trung Quốc mỗi ngày chỉ khoảng 30 xe. Nhập khẩu là các mặt hàng nông sản của Trung Quốc, phân bón, than cốc. Chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai đã kéo dài thời gian thông quan các mặt hàng nông sản của Trung Quốc nhập khẩu. Đặc biệt do những ngày qua có nắng nóng kéo dài nên việc thông quan hàng nhanh đã góp phần giảm thiệt hại cho doanh nghiệp nhập khẩu. Từ ngày 1 tháng 8, tỉnh Lào Cai đã quyết định giảm các mức thu phí sử dụng hạ tầng đối với phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu khoảng 30% so với trước đây. Trước một số kiến nghị phản ánh của doanh nghiệp liên quan đến khó khăn trong việc nộp các chứng từ, giấy tờ thuộc hồ sơ hải quan của tờ khai hải quan điện tử trong thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19. Để thuận lợi cho người khai hải quan, Tổng cục Hải quan triển khai một số giải pháp hỗ trợ thông quan hàng hóa nhanh. Theo đó, sẽ thành lập các tổ hỗ trợ xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 như vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vaccine, sinh phẩm, xét nghiệm. Các tổ này nhằm tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa, đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt. Các chi cục hải quan địa phương tiếp nhận xử lý 24/7 các vướng mắc của người khai hải quan liên quan đến thủ tục, đảm bảo hỗ trợ giải quyết nhanh hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định. Chi cục hải quan cửa khẩu thường xuyên rà soát thông tin, bản lược khai hàng hóa. Nếu có thông tin về các lô hàng nhập khẩu là vật tư, thiết bị y tế, tân dược, vaccine, sinh phẩm, xét nghiệm, cần thông báo và hướng dẫn thủ tục hải quan cho người nhập khẩu kịp thời để thông quan hàng hóa. Niêm yết công khai số điện thoại cán bộ công chức hỗ trợ thủ tục thông quan gồm lãnh đạo chi cục, từ 3 đến 5 cán bộ công chức theo các mảng nghiệp vụ, thủ tục hải quan, xuất xứ, trị giá, mã số, kiểm tra chuyên ngành. Tổ hỗ trợ cấp Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý ngay các vướng mắc trong quá trình thông quan do Cục Hải quan báo cáo trong thời hạn 3 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin. Nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý hành chính và cải cách hành chính, đến nay toàn tỉnh Hưng Yên có 156 cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2008 và 9001-2015, tăng 52 đơn vị so với năm 2020. Trong đó đã có 36 trên 36 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 10 trên 10 huyện thị xã thành phố và 69 trên 161 xã phường thị trấn đã công bố thực hiện đúng quy định về áp dụng duy trì tiêu chuẩn ISO. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình quy định khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, minh bạch hóa các quy trình, tạo điều kiện cho các tổ chức công dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn 92 xã chưa hoàn thành việc xây dựng và áp dụng ISO 9001 vào hoạt động. Nguyên nhân chính là do các địa phương này còn thiếu trang thiết bị công nghệ thông tin, công tác an toàn an ninh thông tin chưa đảm bảo theo yêu cầu. Số lượng thủ tục hành chính tương đối nhiều, khiến việc rà soát và hoàn thiện quy trình mất nhiều thời gian. Chi cục Thủy sản Hòa Bình vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức thả 35.000 con cá giống các loại, gồm cá lăng, cá chiên chấm, cá mè, cá trôi, cá diêu hồng, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng hồ sông Đà năm 2021. Qua đó tái tạo, bảo vệ và phát triển đa dạng nguồn lợi thủy sản, tạo điều kiện cho phát triển nhiều giống loài mới theo quy định, đồng thời khuyến khích người dân phát triển việc nuôi cá lồng bè tại khu vực cùng hồ Hòa Bình. Qua đó tái tạo, bảo vệ và phát triển đa dạng nguồn lợi thủy sản, tạo điều kiện cho phát triển nhiều giống loài mới theo quy định, đồng thời khuyến khích người dân phát triển việc nuôi cá lồng bè tại khu vực vùng hồ Hòa Bình. Hồ sông Đà thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình có diện tích mặt nước 8.892 ha, được coi là kho tàng quý báu về các loại thủy sinh của vùng Tây Bắc với nhiều loài cá quý hiếm. Nghề nuôi trồng khai thác thủy sản đã mở ra cơ hội xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho hàng nghìn hộ dân vùng hồ. Sau khi chuyển đổi mục đích gần 100 ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất và rừng nghèo để bàn giao cho các dự án,
tỉnh Quảng Trị đã quyết định trồng bổ sung thêm 100 hectare rừng đặc dụng tại các vùng xung yếu đầu nguồn để tăng độ che phủ, bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện môi trường sinh thái. Nhằm đảm bảo về diện tích đất giao cho các dự án điện gió tại các khu vực rừng núi huyện Hướng Hóa, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã quyết định thu hồi và bàn giao cho các chủ đầu tư gần 100 hectare đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất và rừng nghèo. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường do độ che phủ rừng bị thu hẹp, tình trạng xói mòn, sụt lún đất đá cũng xuất hiện. Trong các dự án mà triển khai thì đều có kế hoạch đánh giá tác động môi trường và có đánh giá DTM. Và trong quá trình triển khai ở huyện ấy, huyện cũng thường xuyên là kiểm tra các chủ đầu tư trong quá trình thi công để có cái biện pháp nhắc nhở, vừa là thi công nhưng phải đảm bảo về môi trường và giác của các cái điểm mà có nguy cơ mà sạt lở, trôi chảy đất. Và cái này thì huyện cũng đã thường xuyên kiểm tra và yêu cầu các chủ đầu tư là quan tâm để mà xử lý các cái về môi trường mà trong các sạt lở đất đai. Quảng Trị hiện có 8 dự án điện gió được giao đất từ đất rừng. Để khôi phục lại diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích, Quảng Trị sẽ trồng bổ sung thêm 100 hectare rừng đặc dụng với các loại cây rừng bản địa như lim, xến tại các địa điểm xung yếu. Trong rừng thay thế thì chuyển 85 hectare nhưng mà đã phê duyệt kế hoạch trồng 100 hectare. Nhưng mà trong rừng thay thế thì phải chất lượng rừng phải tốt hơn và lựa chọn những cái cây bản địa có cái ưu thế để mà nâng cái độ che phủ cũng như bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện được cái môi trường sinh thái ở những cái vùng mà đang còn bị khuyết, đang còn đất trống, đang còn đồi trọc và cũng như là trồng sen, trồng canh vào những cái khu rừng nghèo để làm sao đó phục hồi và làm giàu cái rừng có cái giá trị bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như tạo thêm cái sinh kế cho người dân ở gần rừng và tham gia bảo vệ rừng cũng như là phát huy cái hiệu quả cả ba mặt về kinh tế, về xã hội và môi trường. Với phương châm không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế, Quảng Trị đã yêu cầu các ngành liên quan không cấp chủ trương đầu tư các dự án điện gió mới khi chưa hoàn thành đánh giá tác động môi trường. Địa phương này cũng khẩn trương hoàn thành đề án tổng thể phát triển năng lượng tái tạo, trong đó chú trọng đánh giá tổng thể tác động môi trường, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và ổn định đời sống nhân dân. Bước vào mùa mưa lũ năm nay, các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tăng cường tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đảm bảo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác cứu nạn, rà soát khu vực địa bàn có nguy cơ xảy ra sự cố và chủ động huy động mọi lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. 4 năm trôi qua, nhưng người dân xã Nạm Păm, huyện Mường La vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi sự tàn phá khủng khiếp của cơn lũ đêm mùng 2 rạng sáng ngày mùng 3 tháng 8 năm 2017. Cơn lũ kinh hoàng đã làm 8 trên 11 bản của xã tan hoang, 10 người chết, nhiều công trình trường học, trạm y tế, điện nước sinh hoạt, hệ thống đường giao thông thủy lợi bị phá hủy, thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Lúc lũ đến, cả nhà tôi đang ngủ, bỗng nghe tiếng ầm ầm. Nước ở đâu chảy về rất nhiều. Khi đó vợ chồng tôi chỉ biết ôm hai đứa con nhỏ chạy ra thật xa. Khi trời sáng trở về thì đã không thấy nhà của mình đâu. Khi đó vợ chồng tôi đã được bà con trong bản, chính quyền xã, huyện và tỉnh giúp đỡ rất nhiều. Hiện nay thì cuộc sống cũng đã ổn định rồi. Hàng năm ấy thì đảng ủy đã chỉ đạo ủy ban dân xã, các cơ quan ban ngành rồi là các bản đều là xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão. Mà trong kế hoạch này chúng tôi rất là chỉ đạo chi tiết, đó là gì, từ ban chỉ đạo của xã cho đến bản đều là trực 24/24. Sau cơn lũ, các bản bị thiệt hại nằm trong vùng nguy hiểm tại xã Nạm Păm, huyện Mường La đã được tỉnh bố trí hơn 85 tỷ đồng triển khai 5 dự án sắp xếp ổn định dân cư. Đến nay, toàn bộ nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn đã được hỗ trợ làm nhà lắp ghép. Nhà bị sập đổ và những hộ nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ bị sạt lở đã được hỗ trợ di chuyển và dựng lại nhà tại các điểm quy hoạch khu dân cư tránh lũ. Huyện Mường La chúng tôi chủ động đấy, những cái điểm nào mà dân tự di chuyển được, tự nguyện được thì tôi sắp xếp bố trí trước. Đấy. Còn những cái điểm mà lớn mà cần phải ngân sách nhà nước thì trình các cấp thẩm quyền và dùng các nguồn ngân sách nhà nước có rồi ngân sách của các cái xã hội hóa để chúng tôi thực hiện cái việc mà sắp xếp dân cư cho bà con đảm bảo những cái đời sống. Với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính, cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và người dân, tỉnh Sơn La đang nỗ lực để giảm tối đa thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản.
Chương trình Nhìn từ Phố Hiến hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và các bạn.